Hello, xin chào quý vị các bạn quay trở lại với kênh Kaisin. Rất vui hôm nay được chia sẻ với anh em các bạn một em động cơ ông Mitsubishi có model là S6M3 MTK2S các bạn. Em này có thông số kỹ thuật đó là với công suất là 380 mã lực, khí công là 117 mm. Nhiều anh em gọi là 1/17 ấy, quý anh em các bạn. Thì các bạn đang nghe tiếng nổ ranty của em này rất là chuẩn các bạn ha, với tiếng nổ êm ái và hơi hắng cực kỳ, phải nói là khá là mê ly, rất là dễ chịu các bạn. Body bên ngoài thì hơi chốc sơn các bạn ha, đó là cái nghĩa địa phải là như vậy các bạn ha, cả chất mấy nghĩa địa là phải là như vậy. Quan trọng là cái chất lượng còn những giá trị bao nhiêu phần trăm và trường hợp của thấy các bạn ha. Và bây giờ các bạn thấy đây là lòng nhất các bạn ha, và đem xem body của em này qua cái video mình quay để anh em xem qua online. Xin hạnh được phục vụ với anh em các bạn. Chào và hẹn gặp lại.